Nhã Phương vô tình để lộ thông tin quan trọng về nhóc tỳ thứ hai khi trò chuyện cùng con gái Destiny. Trong khoảnh khắc trò chuyện cùng con gái Destiny, Nhã Phương vô tình để lộ giới tính của con đang mang thai chỉ qua một lời nói. Ngoài ra, thời gian dự sinh cũng được Trường Giang tiết lộ cách đây không lâu. Tháng 4 năm 2023, Nhã Phương đã chọn công bố tin vui mang thai con thứ hai với người hâm mộ theo cách riêng. Ngay cả với ông xã Trường Giang, nữ diễn viên cũng chọn cách đặc biệt trong ngày sinh nhật của chồng. Sau đó, Trường Giang Nhã Phương chưa từng đề cập thêm bất kỳ thông tin gì về thành viên sắp ra đời của gia đình mình. Thế nhưng, nhất cử nhất động của cặp đôi vẫn luôn được người hâm mộ để ý tới. Vì thế trong đoạn clip trên TikTok mới đăng tải của Nhã Phương đã để lộ thông tin đặc biệt. Mới đây nhất trên TikTok, Nhã Phương vừa đăng tải đoạn clip hội thoại cùng ái nữ Destiny. Cụ thể, Nhã Phương đã hỏi con gái con thích em trai hay em gái, sau đó bé Destiny đã đáp trai và gái hai em luôn. Ngay sau đó Nhã Phương nói mẹ có em trai hay em gái, bé Destiny đã trả lời em gái. Thế nhưng thái độ của Nhã Phương đã nhanh chóng thay đổi, mẹ bầu đã dặn hỏi lại đâu ra em bé trong bụng mẹ nè. Chi tiết này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, thái độ của Nhã Phương ngày càng khiến nhiều người chắc nịch em bé trong bụng nữ diễn viên chính là một quý tử. Thế nhưng đây chỉ là suy đoán từ người hâm mộ, Nhã Phương chưa lên tiếng xác nhận nghi vấn trên. Trước đó khi tham gia một chương trình, Trường Giang cũng đã để lộ thông tin về ngày dự sinh lần hai của Nhã Phương. Theo đó, nam danh hài xứ Quảng nói con anh cùng Thiên Bình, cùng Thiên Bình sẽ là những người sinh trong khoảng thời gian từ 23 tháng 9 đến 23 tháng 10. Như vậy, Nhã Phương đang ở khoảng tháng thai kỳ thứ 7, 8. Vừa qua, Nhã Phương liên tục nhận được sự chú ý mỗi khi lộ diện trong thời gian mang thai. Trong một sự kiện, người đẹp có nhan sắc ngày càng rạng rỡ, cuốn hút ở tháng thứ 6 thai kỳ, cô diện váy ôm xẻ ngực, tôn bụng bầu lên thảm đỏ. Nữ diễn viên cho biết sức khỏe của cô ổn định và hai vợ chồng rất mong chờ thiên thần nhỏ thứ hai chào đời. Đáng chú ý, vóc dáng của Nhã Phương vẫn được đánh giá khá chuẩn, không có dấu hiệu tăng cân dù đang trong thời kỳ mang thai con thứ hai. Trạng thái của diễn viên phim Cây táo nở hoa cũng khá tốt, tươi tắn và rạng rỡ. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đang tập trung dưỡng thai và hạn chế làm việc hơn so với trước đây. Trước đó, Nhã Phương trong một lần tâm sự với một người chị từng chia sẻ về dự định có con trước khi công khai việc có thai lần hai. Có kế hoạch chứ, con em cũng được 3 tuổi rồi, em cũng muốn sinh đôi mà không biết sao nữa. Trong dịp sinh nhật lần thứ 33 vào ngày 30 tháng 5 vừa qua, mẹ bầu Nhã Phương theo tiết lộ món quà mà nam danh hài xứ Quảng dành tặng cho vợ là xế hộp đắt tiền, giá trị của món quà dao động lên đến hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, video vô cùng rạng rỡ tươi tắn của mẹ bầu cũng khiến dân tình suýt xoa khen ngợi. Chỉ như thế thôi cũng đủ biết Trường Giang yêu thương và cưng chiều vợ cỡ nào, sướng nhất mẹ bầu Nhã Phương rồi đây. Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào năm 2018, hành trình từ yêu nhau đến khi kết hôn của Nhã Phương và Trường Giang đã trải qua không ít khó khăn sóng gió. Đến năm 2019, cặp đôi đón chào con gái đầu lòng tên thân mật là Destiny chào đời, vốn là những người kín tiếng. Mãi cho đến năm 2022, Trường Giang và Nhã Phương mới hiếm hoi công khai diện mạo của nhóc tỳ. Dù bận rộn, thế nhưng nam danh hài thường đích thân vào bếp làm nhiều món ngon để tẩm bổ cho vợ con. Trong suốt thời gian bầu bí, cô luôn được ông xã yêu thương cưng chiều khi thường xuyên nấu nhiều món ăn ngon để bồi bổ sức khỏe mẹ bầu. Bên cạnh đó, Trường Giang cũng chăm sóc bé Destiny để phụ giúp Nhã Phương. Nam danh hài sẵn sàng ở nhà trông con khi vợ phải đi công tác xa. Cũng bởi thế mà hai ba con thân với nhau đến nỗi Nhã Phương thỉnh thoảng phải than thở vì bị da rỉa. Có thể thấy không cần ồn ào, không phô trương, thế nhưng Trường Giang và Nhã Phương đã có gần thập kỷ đồng hành và gắn bó cùng nhau, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.